Xin chào tất cả các bạn. Từ trước đến nay thì Platonic luôn là một cái tên mà đã để lại rất ấn tượng rất là tốt đối với những khách hàng lâu năm sử dụng những sản phẩm tai nghe Bluetooth không dây dành riêng và tối ưu cho cái nhu cầu, đó là đàm thoại không dây có với điện thoại. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn sản phẩm mới nhất của hãng mang tên Voyager Echo. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mở hộp cái sản phẩm này. Đây có thể nói là một trong số mẫu tai nghe thuộc phân khúc cao cấp của hãng. Do vậy ngay từ đầu khi mà mở hộp chiếc sản phẩm này thì các bạn có thể thấy được cái phong cách đóng gói rất là khác biệt so với những cái model tai nghe trước đấy. Ngay từ đầu thì nhờ cái vỏ hộp trong suốt thế này, các bạn có thể nhìn thấy rất là dễ dàng toàn bộ những ngoại hình của chiếc tai nghe bạn muốn mua ở bên trong. Toàn bộ các thứ phụ kiện chính đi kèm đều các bạn sẽ thấy ngay phía trên mặt của hộp này. Ở đây các bạn sẽ có một cái dock để sạc pin cho tai nghe, và chiếc Voyager Echo của các bạn thì ở đây cả gắn sẵn một cái e-hook đi kèm. Ngoài ra thì ba cái bộ e-hook còn lại các bạn sẽ có thể tìm thấy ở dưới cái khay đựng toàn bộ các phụ kiện đi kèm của tai nghe ở đây. Đây, cái túi mình đang nói nó được nằm ở đây. Ở đây thì các bạn sẽ được đi kèm thêm với hai cái e-hook nữa, và ngoài ra nhà sản xuất còn tặng thêm cho các bạn một cái gọng để các bạn có thể đeo chiếc tai nghe của các bạn trở nên chắc chắn và dễ dàng hơn, để các bạn không phải lo lắng nó rơi trong quá trình các bạn đi đường hoạt động. Và kèm theo đó thì nó là một cục sạc, nhưng mà cục sạc này thì đặc biệt một cái nó là sạc dùng riêng trên ô tô, bởi vì đây là cục sạc nó được dùng đầu châm thuốc trên các mẫu xe ô tô mới hiện nay. Và kèm theo không thể thiếu được thì đó là sợi cáp micro USB để các bạn có thể kết nối các bộ sạc của mình. Bởi vì chiếc tai nghe này thì nó kiêm nhiệm khá là nhiều chức năng và nhiều tác vụ đặc biệt, do vậy thì các bạn không bất ngờ lắm khi mà thấy một đống các giấy tờ đã sử dụng kèm theo bằng rất nhiều thứ tiếng. Nếu như các bạn đang lo hỏi về ưu điểm lớn nhất của chiếc tai nghe này thì đó là nhẹ. Mặc dù được kiêm nhiệm khá là nhiều bộ phận cũng như chức năng, mà tuy nhiên thì Echo này cực kỳ nhẹ. Và với một chiếc headset Bluetooth như này thì nhẹ cũng đồng nghĩa việc các bạn sẽ được đem lại cái sự sử dụng thoải mái nhất, đeo không bị đau tai, và nó có thể giữ chắc trên tai của bạn trong quá trình sử dụng hàng ngày và không sợ nó rơi ra giữa một lúc nào đấy. Chiếc e-hook này của Echo thì được nhà sản xuất thiết kế để các bạn có thể xoay quanh toàn bộ tai nghe này để các bạn có thể điều chỉnh sao cho độ fit với lỗ tai của mình, nó được ở mức hoàn hảo nhất có thể. Đây cũng là một điểm rất là đáng khen đối với đa phần các sản phẩm headset của Platonic, rất là quan tâm tới độ comfort của người sử dụng. Trên tai nghe thì các bạn có thể thấy được một số các cái nút bấm rất là thông dụng và quen thuộc với các headset Bluetooth hiện nay. Đó là cái nút nguồn để bạn có thể bật tắt này, nó là cái nút điều chỉnh âm lượng, là về sau này khi các bạn sử dụng thì sẽ biết là nó sẽ còn kiêm nhiệm một số nhiệm vụ khác nữa. Một cái nút để các bạn có thể trả lời cuộc gọi, và một cái nút để có thể sử kích hoạt chức năng nhận diện giọng nói của Platonic. Những bạn nào mà đã quen thuộc với cái thương hiệu này rồi thì đều biết là Platonic nổi lên đó một phần không nhỏ đó là nhờ cái chức năng nhận diện giọng nói rất là nổi tiếng này của hãng, và mình sẽ đề cập đến cái chức năng này trong cái bài review chi tiết lần sau. Ở đây thì các bạn sẽ thấy ngoài cái mic mà Platonic tích hợp sẵn ở trên giải đầu cuối của cái giải mic này thì các bạn sẽ còn có thấy thêm một cái mic thứ hai nữa được nhét ở ngay bên ngoài của chiếc tai nghe này. Đây nó là mic thứ hai, nó gọi là mic chống ồn. Nó sẽ thu lại toàn bộ những cái tạp âm, âm gió trong quá trình các bạn đi ngoài đường, trong quá trình các bạn sử dụng, và nó sẽ sử dụng chính cái tạp âm thu được tới mic này để xử lý giọng nói chính được thu qua mic chính này, để giúp cho các bạn có được chất lượng cuộc gọi tốt hơn, không bị nhiễm quá nhiều tiếng ồn. Và như ở đầu bài thì ngoài chiếc headset mình giới thiệu các bạn thì ở đây nó sẽ còn đi kèm thêm một cái dock nữa. Đây thực chất là một cái bộ pin sạc dành riêng, được thiết kế riêng dành cho chiếc Echo này. Và với cái viên pin sạc tích hợp sẵn ở trên chiếc headset này thì đó đã cho các bạn thời lượng sử dụng đàm thoại liên tục lên tới con số 6 giờ. Và nếu như bạn nào mà bận rộn mà thấy con số đấy là chưa đủ thì hoàn toàn có thể tiếp thêm máu cho nó bằng cái việc đó là sử dụng cái dock sạc đi kèm này. Với một khi kết hợp được cả hai thứ này vào thì tổng thời lượng các bạn có thể đàm thoại trên chiếc headset này có thể lên tới con số 16 giờ đàm thoại liên tục, một con số rất là kinh hãi nếu như các bạn so với một số chiếc headset khác cùng tầm hiện nay. Có thể nói cái giải pháp của Platonic khá là thông minh khi mà chia pin của thiết bị này ra thành hai phần và tích hợp nó thì trở thành một dock sạc rất là nhỏ gọn và tiện lợi như này. Các bạn có thể mang theo bất cứ đâu và gắn nó vào bất cứ lúc nào mà các bạn cảm thấy rảnh rỗi. Và như vậy là mình được giới thiệu xong cho các bạn cái bài mở hộp về chiếc tai nghe headset Bluetooth Voyager Echo. Và để biết thêm chi tiết về giá bán cũng như các thông số kỹ thuật khác của chiếc tai nghe này, xin mời các bạn truy cập vào trang chủ của Sephonet. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.